Công an đang làm rõ nguyên nhân tử vong của hai cháu bé, một gái một trai, khoảng 4-6 tuổi, được người dân phát hiện dưới kênh nước trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 9 tháng 5 năm 2022, người nhà không thấy hai bé nên đi tìm. Lúc này, người dân phát hiện hai đôi dép gần bờ kênh nên tổ chức lặn tìm. Sau thời gian ngụp lặn dưới kênh, hơn 17 giờ cùng ngày, người dân đã vớt được thi thể hai bé đưa lên bờ. Đoạn kênh phát hiện nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được xây dựng hơn một năm trước. Dọc theo kênh có lan can bảo vệ, tuy nhiên có một vị trí lan can gần nhà hai nạn nhân bị khuyết một đoạn. Vụ việc được báo cơ quan chính quyền địa phương. Nguyên nhân hai cháu bé tử vong dưới kênh nước đang được làm rõ.